Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nói đến phi công, nhất là phi công lái máy bay chiến đấu, người ta thường nghĩ đến những hình tượng phi công ưu tú dọc ngang trên bầu trời với tốc độ siêu âm. Trong chiến tranh, hình tượng người phi công Việt Nam lái máy bay chiến đấu gắn với huyền thoại về trí thông minh, lòng dũng cảm và những chiến công hiển hách. Còn trong thời bình, khi đất nước không còn bom đạn, chúng ta vẫn chứng kiến những hy sinh thầm lặng và anh dũng của những người phi công chiến đấu trong khi làm nhiệm vụ tập luyện và huấn luyện bay. Phi công chiến đấu, một nghề đặc biệt mà ít người biết đến, đằng sau những cánh bay của họ là một cuộc sống vô cùng kỷ luật, một quá trình tập luyện vô cùng gian khổ và tiềm ẩn đầy bất trắc, nguy hiểm, nhưng cũng là điều kiện bắt buộc để rèn luyện thử thách, làm nên những phi công ưu tú sẵn sàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Tất cả đều đã góp phần làm nên những trang sử truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam. Hiện nay tôi đang có mặt tại Trung đoàn Không quân 923, đơn vị được trang bị máy bay chiến đấu phản lực Su-30 MK2 hiện đại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công việc và cuộc sống thường ngày của phi công lái máy bay chiến đấu. Trước mỗi chuyến bay huấn luyện, các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 923 đều phải dành thời gian để tập bay nguội trên sa bàn như thế này. Đây là thiếu tá phi công cấp 1 Hoàng Văn Thái, người sẽ là biên đội trưởng của biên đội hai máy bay cất cánh vào ngày mai. Lúc này anh và đồng đội đang tập để thuần thục các kỹ năng, động tác trong nội dung của bài bay. Trên sân tập, người chỉ huy trung đoàn và đội ngũ làm nhiệm vụ dẫn đường sẽ đưa ra các chỉ dẫn cho phi công luyện tập. Các tổ bay khác cũng có mặt để tham khảo, rút kinh nghiệm. Nghe tốt. Quan sát tốt khu vực sân bay cho phép tiếp cận vòng 4, độ cao 1.200, biên đội 30. Giải tán vào phía đại cánh biên đội 30. Nghe tốt, giải tán 1-4. Nghe tốt, giải tán. Các tình huống ngoài giáo án như hỏng máy hay địch tập kích sẽ bất ngờ được đưa vào để phi công tập phản ứng. Chú ý tốc độ chênh 1-4. Phong. Thoát ly. 4 thoát ly trái. Đồng ý. Trên cái sa bàn này luyện tập là để giúp phi công chúng tôi là ôn tập lại một chữ cái hình dung cái nội dung bài bay, cái thứ tự thực hiện chuyến bay trong cái chuyến bay sau này mình sẽ phải thực hiện hôm sau. Bao gồm là cái đường bay này, các đường bay, các khu vực bay và các tình huống khi chúng tôi luyện tập. Trong cái quá trình luyện tập thì gồm luyện tập cái nội dung của chuyến bay mà chỉ huy bay giao và ngoài ra gắn vào đấy là những cái tình huống bất trắc có thể xảy ra để chúng tôi luyện tập để sẵn sàng cho những chuẩn bị tốt nhất cho chuyến bay hôm sau. Kết thúc bài huấn luyện sa bàn sẽ là thời gian luyện tập trên thiết bị bay giả lập. Buồng tập giả lập này có kích thước và tính năng giống như buồng lái máy bay Su-30 MK2 thật. Thiết bị có thể mô phỏng tất cả các nội dung bay, từ điều kiện khí tượng, thời điểm ngày đêm, sự cố kỹ thuật đến các bài không chiến để phi công luyện tập. Ở các màn hình bên ngoài, người chỉ huy có thể thấy được đường bay cũng như các động tác của phi công để chỉnh sửa. Cái buồng tập lái máy bay Su-30 MK2 này nó đảm bảo tính năng cho máy bay, cho phi công thực hiện các cái nội dung luyện tập trên buồng tập mô phỏng y như những cái chuyến bay thực tế của phi công, đảm bảo 4 cái khí tượng và sử dụng tất cả các loại dẫn đường và vũ khí trang thiết bị hiện đại của máy bay Su-30 để đảm bảo cho phi công có cái cảm giác tập thành thục cái nội dung bài bay ngay từ ở dưới mặt đất. Các cái hình ảnh mô phỏng xung quanh cabin đảm bảo cho phi công là cũng như là bay qua như là bay thật, chỉ thiếu cái cảm giác quá tải đè lên người mình. Mỗi giờ bay thật của máy bay chiến đấu đa năng hiện đại như Su-30 MK2 sẽ tốn rất nhiều chi phí cho nhiên liệu, bảo dưỡng, hậu cần, chưa kể đến khấu hao của máy bay, nên các phi công cần phải tập luyện dưới mặt đất hết sức thuần thục để đảm bảo hiệu quả, an toàn của chuyến bay. Đã đến thời điểm bay huấn luyện, sau khi tiếp nhận máy bay từ đội ngũ kỹ thuật, thiếu tá Hoàng Văn Thái và người đồng đội đưa máy bay ra đường băng cất cánh.
trên không, các anh sẽ thực hành các nội dung đã tập hôm trước. Trên đài kiểm soát không lưu thông qua hệ thống radar và vô tuyến, kíp dẫn đường và người chỉ huy vẫn có sự kết nối liên tục với máy bay để đưa ra các chỉ dẫn cho phi công luyện tập cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn. Thời gian bay thực tế trên không được tích lũy dần sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để phân cấp phi công. Điều đó sẽ đánh giá khả năng chiến đấu của từng phi công và rộng hơn là khả năng chiến đấu của từng trung đoàn không quân điểm kích. Và đang ngồi cùng tôi là Trung tá Phí Vinh Mạnh. Anh là phi công cấp 1 và là phó trung đoàn trưởng quân sự của Trung đoàn Không quân 923. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin Trung tá Phí Vinh Mạnh có thể cho biết là những tiêu chí để trở thành phi công lái máy bay chiến đấu cũng như là quá trình đào tạo một người để trở thành phi công chiến đấu thì được diễn ra như thế nào ạ? Đối với cái tiêu chí để trở thành một người phi công chiến đấu thì nó là đầu tiên nó là về trí tuệ, hai là sức khỏe, ba là bản lĩnh. Thì trong cái sức khỏe đây là sức khỏe toàn diện, đặc biệt là đối với cái sức khỏe khi được huấn để thực hiện cái nhiệm vụ trên công tác trên không. Và trí tuệ đây để đảm bảo được cái khả năng tiếp thu ở trên những môi trường làm việc, đặc biệt trên không, cũng như là các phi công chiến đấu thường sẽ phát triển trở thành những người chỉ huy, phải nắm bắt được tất cả các cái thành phần bảo đảm và các cái kiến thức trang bị cho một người chỉ huy và một người phi công chiến đấu để trong quá trình điều hành và tổ chức chiến đấu ở các đơn vị. Và cái bản lĩnh ở đây gồm có bản lĩnh về chính trị cũng như bản lĩnh về tâm lý của phi công khi thực hiện các cái nhiệm vụ theo cái sự chỉ đạo của trên, cũng như là xử lý các cái tình huống và những cái trong cái nội dung mà đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của bản thân cũng như là của đơn vị. Vậy thì việc phân cấp phi công thành các cấp là không cấp, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì dựa trên những tiêu chí nào và tại sao lại cần có cái sự phân cấp này ạ? Đối với việc phân cấp phi công rất quan trọng. Đối với phân cấp phi công nó đánh giá chính là khả năng chiến đấu của từng phi công trong các điều kiện khí tượng và khả năng chiến đấu của từng trung đoàn không quân chiến đấu. Thế là việc phân cấp phi công nó rất quan trọng đối với các lực lượng không quân nói chung và đối với phi công nói riêng. Tiêu chí để phân cấp một phi công thì đầu tiên nó là dựa vào trình độ và khả năng chiến đấu ở trong các điều kiện khí tượng khác nhau. Ví dụ như là phi công cấp 3 là phải được phê chuẩn, tiêu chí đầu tiên là phải được phê chuẩn trực ban chiến đấu trong điều kiện khí tượng phức tạp, ngày khí tượng phức tạp. Đối với phi công cấp 2 là được phê chuẩn trong điều kiện đêm khí tượng giản đơn, và phi công cấp 1 là được phê chuẩn trong điều kiện 4 khí tượng, các khí tượng đã được phê chuẩn và đêm khí tượng phức tạp là sẵn sàng chiến đấu trong 4 điều kiện khí tượng. Đấy là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí giờ bay tích lũy. Ví dụ như cấp 3 là 450 giờ đối với Su-30 và cấp 2 là 550 giờ và đối với phi công cấp 1 là 750 giờ trở lên. Đó là cái tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ ba nữa là về cái nhận thức về chính trị cũng như là chấp hành kỷ luật của phi công phải đảm bảo tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiêu chí tiếp theo, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra mất an toàn hoặc uy hiếp an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bay. Thưa Trung tá Phí Vinh Mạnh, thì tại sao có những người phi công cấp 1 này có giờ bay tích lũy lớn và giữ các chức vụ chỉ huy đơn vị, thậm chí là đứng đầu đơn vị thì vẫn cần phải bay với cường độ lớn ạ? Bởi đó là đặc thù của ngành không quân. Vì người chỉ huy của các đơn vị không quân cơ bản là 100% là phi công, nên cái việc cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn đều phải thực hiện những cái nội dung bay với phương châm đào tạo là cấp trên kèm cấp dưới. Đối với cái nhiệm vụ chiến đấu và trực ban chiến đấu, trước mắt là trực ban chiến đấu và nhiệm vụ chiến đấu, thì 100% phi công trong trung đoàn, kể cả cán bộ trung đoàn, đều là những phi công sẵn sàng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Đối với phi công chiến đấu như với chúng tôi là phi công chiến đấu trên âm, thì nó có quy định về độ tuổi theo điều lệ bay và cái điều lệ về công tác quản lý sức khỏe phi công, thì chúng tôi dừng bay ở độ tuổi 52. Cuộc sống của phi công chiến đấu đằng sau những giờ huấn luyện chuyên môn bay là một cuộc sống vô cùng kỷ luật, bữa ăn, giấc ngủ cũng như những quy định chặt chẽ. 16 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, tất cả các phi công của trung đoàn 923 đều phải ra sân tập thể dục thể thao. Những người vừa mới hoàn thành chuyến bay đầu giờ chiều như thiếu tá Hoàng Văn Thái cũng không được nghỉ tập. Thời gian tập luyện các môn thể thao hàng không tối thiểu là 1 giờ cho mỗi ngày và có trợ lý thể dục thể thao giám sát.
Các bài tập với thiết bị đặc thù được thiết kế để đảm bảo phản xạ, sức nhanh, sức bền và sức dẻo cho phi công. Phi công được coi là tài sản quý của quân đội, nên trong quá trình tập việc, phòng tránh chấn thương là vô cùng quan trọng. Luôn có đồng đội làm động tác bảo hiểm cho người tập chính. Vai trò của huấn luyện viên thể lực là đối với hàng ngày thì xuống duy trì phi công từ quá trình là đôn đốc phi công tập trung, khởi động và sau đấy là cùng với lại phi công tổ chức luyện tập các cái nội dung theo cái lịch huấn luyện tuần mà đã xây dựng từ đầu tuần. Trong quá trình luyện tập ấy thì trước tiên là đều quán triệt cho anh em phi công là quá trình luyện tập là làm sao luyện tập tích cực nhưng phải bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì quá trình luyện tập thì thay nhau bảo hiểm và có cử đội ngũ quân y theo sát để có vấn đề gì xảy ra thì sẽ kịp thời xử lý. Sau đây mời em vào tham quan, đây là khu nhà ăn của phi công. Đây là khu phân chia thức ăn cho phi công. Hoạt động bay tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên một ngày khẩu phần ăn 3 bữa của phi công phải đảm bảo khoảng hơn 4.800 kcal năng lượng. Cũng không có những thứ hiếm có đắt đỏ, quý hiếm mà là thịt, cá, rau bình thường nhưng phải đảm bảo tươi và sạch. Từ khâu chế biến cho đến chia khẩu phần, đến việc dùng bữa đều có người giám sát để đảm bảo yêu cầu. Các loại thực phẩm đều phải nằm trong danh mục quy định. An toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Tất cả thức ăn đều phải lưu mẫu lại trong vòng 24 giờ. Chế độ phi công thì được ăn trong cái 25 mặt hàng quy định của cái này do của quân chủng quy định, hội đồng duyệt giá quân chủng quy định. Nên là chúng tôi là cứ áp dụng theo đúng và cái chế độ định lượng như thế để chúng tôi thực hiện cho phi công. Còn phi công, tất cả phi công thì cấm ăn những cái thức ăn, ví dụ như thức ăn là không nằm trong cái danh mục mà được ăn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các thức ăn mà nó có thể là sinh hơi, có thể là nó không đảm bảo đến cái tiêu hóa của phi công. Có thể là dưa cà đã không được ăn này, và những cái chất mà sinh hơi, ví dụ như là trứng gà luộc này. Trứng gà luộc thì khi mà phi công đi lên trên máy bay là nó sẽ tạo cho cái hơi của phi công. Đấy, ví dụ như một số chất này. 18 giờ chiều, tất cả ngồi vào bàn ăn tối. Đây là một suất ăn của phi công và hôm nay tôi sẽ thử xem là mình có thể hoàn thành cái khẩu phần này hay không nhé. Em mời các anh ạ. Vậy là mặc dù rất đói và rất cố gắng thì tôi vẫn không thể hoàn thành hết được suất ăn của phi công. Bình thường các anh có ăn hết được khẩu phần này không ạ? Như bọn mình thì ăn hết. Vì nhà bếp đã cất công nấu những bữa ăn rất là ngon cho phi công thì tôi rất là trân trọng và cũng cố gắng ăn cho hết khẩu phần của mình. Dạ. Mỗi phi công được ở trong một căn phòng tiện nghi để đảm bảo yên tĩnh và có không gian riêng để học tập, nghiên cứu. 21 giờ 30 tối sẽ có quân y đến từng phòng để nhắc nhở các phi công đi ngủ, đảm bảo sức khỏe. Tôi không muốn đi đây. Đến giờ ngủ nghỉ rồi, đồng chí tắt điện đi nghỉ nhá. Thế tốt này. Năm giờ sáng, ngày mới bắt đầu, vẫn với công việc và thời gian biểu như thế. Không chỉ thời gian ở đơn vị, khi về nghỉ ở gia đình, các phi công chiến đấu cũng cần sinh hoạt điều độ như vậy cho đến hết độ tuổi bay. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai,
Trung tá Phí Vinh Mạnh có thể cho biết là tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe của người phi công là như thế nào? Về tầm quan trọng của dinh dưỡng thì quá trình bay là quá trình tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nên đối với tiêu chuẩn của phi công một ngày là 4.860 kcal. Nên cái việc cung cấp về đủ dinh dưỡng, đảm bảo về chất lượng và số lượng là một cái điều rất quan trọng để cho phi công đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ. Các phi công thì có sức khỏe rất tốt, thế nhưng mà tôi hiếm khi thấy là các anh chơi những môn thể thao phổ biến như là bóng đá hay là võ thuật đối kháng. Vậy thì tại sao lại như vậy ạ? Để tạo cái phản xạ cho phi công thì phi công được khuyên và khuyến cáo nên tập và bắt buộc phải tập môn bóng rổ để tăng cái tính đối kháng và sự phản xạ nhanh nhạy. Còn những cái môn thể thao khác như bóng đá và võ thuật thì chúng tôi được khuyến cáo là không nên tập, bởi vì cái sự va chạm và đối kháng và sự va chạm dễ dần xảy đến cái vấn đề bị chấn thương và để ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ bay của phi công. Được trải nghiệm một ngày với những phi công lái máy bay chiến đấu thì tôi nhận thấy là các anh có một lịch sinh hoạt cũng như là tập luyện rất là quy củ và chặt chẽ. Vậy thì có một cái khoảng thời gian nào mà những người phi công có thể phá cách một chút và hay là lúc nào họ cũng phải tuân theo những cái quy định chặt chẽ đó? Đối với cái phá cách đó thì đối với phi công phản lực là chúng tôi không có điều kiện và cũng không được phép, bởi vì kỷ luật thứ nhất là sức mạnh của quân đội, với hai kỷ luật của một người phi công chấp hành các cái chế độ nề nếp thì nó thành một cái thói quen của phi công. Nên khi về với gia đình nghỉ phép hoặc đi ăn dưỡng hoặc là có thời gian nghỉ ngơi trong những ngày dịp nghỉ Tết dài thì đối với chúng tôi vẫn duy trì nghiêm và nó trở thành một cái thói quen trong sinh hoạt. Đằng sau mỗi chuyến bay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời của Tổ quốc là công sức của cả một tập thể của những con người làm công tác đảm bảo kỹ thuật hậu cần. Những chiếc máy bay dù hiện đại và còn rất mới nhưng vẫn cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng một cách thường xuyên, cẩn trọng và đúng quy trình. Vậy những người hậu cần kỹ thuật đó là ai? Công việc của họ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. 7 giờ sáng, các nhóm kỹ thuật của Trung đoàn Không quân 923 đang khẩn trương kiểm tra tình trạng kỹ thuật lần cuối để đảm bảo cho những chiếc máy bay Su-30 MK-2 ra đường băng cất cánh. Từ ngày hôm trước, những người lính thợ đã phải hoàn thành việc kiểm tra động cơ, buồng lái, xăng dầu cho đến vũ khí, khí tài. Tiếng động cơ phản lực rít lên chói tai, người lính thợ nghe tiếng động cơ để cảm nhận được tình trạng hoạt động của máy bay có tốt hay không. Niềm vui của các anh là khi đồng đội điều khiển máy bay hạ cánh an toàn. Máy bay vừa lăn về chỗ đậu, người lính thợ đã tiếp cận để kiểm tra, tiếp dầu chuẩn bị cho đợt bay mới. Nếu phi công phản ánh có lỗi phát sinh máy bay, sẽ được kéo vào sườn để kiểm tra tổng thể, thay thế bộ phận có lỗi. Dù còn rất mới và hiện đại, nhưng máy bay yêu cầu quy trình bảo dưỡng định kỳ rất nghiêm ngặt. Đối với ngành kỹ thuật trung đoàn luôn duy trì nghiêm các cái nề nếp chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện bay, an toàn bay và duy trì nghiêm các cái kỷ luật công nghệ, các cái nội dung bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định của nhà sản xuất đã đưa ra. Niềm tự hào của các anh chính là khi những chiếc máy bay tiêm kích dũng mãnh bay lên làm chủ bầu trời Tổ quốc. Có một câu nói rất hay của lực lượng không quân là mọi thắng lợi trên không đều bắt nguồn từ mặt đất. Vậy thì Trung tá Phí Vinh Mạnh có thể cho biết thêm về cái tầm quan trọng của cái công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật trong hoạt động bay được không ạ? Trong hoạt động bay thì nó là tổng hòa các mối quan hệ từ của các thành phần đảm bảo, trong đó có kỹ thuật hàng không, đảm bảo về kỹ thuật hàng không, đảm bảo về hậu cần kỹ thuật, hậu cần đời sống và thông tin, radar, ánh sáng, tất cả những thành phần khác đảm bảo khác, kể cả là các chiến sĩ gác cho đến những đồng chí nuôi quân đều là tổng hòa tất cả. Và phi công mới là chỉ là người quyết định cuối cùng để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ bay. Thưa Trung tá Phí Vinh Mạnh, thì ngay cả với những quốc gia có lực lượng không quân hiện đại thì đôi khi vẫn xảy ra những cái sự cố hay là tai nạn trong quá trình thực hành bay. Vậy thì anh có thể cho biết là những cái hiểm nguy mà người phi công lái máy bay chiến đấu phải đối mặt khi họ thực hiện nhiệm vụ ở trên không ạ? Đó là những cái khó khăn về khi kỹ thuật hàng không phát sinh hỏng hóc trên không. Hai là về điều kiện khí tượng đột biến xấu.
ba là những sai sót về kỹ thuật lái của phi công có thể xảy ra bất kỳ ở trong bất kỳ một giai đoạn nào trong cuộc chuyến bay. Nên cái việc mà chuẩn bị sẵn tâm lý và cái khả năng, kỹ năng và trình độ để xử lý các cái tình huống đó là vô cùng quan trọng đối với người phi công chiến đấu. Phi công chiến đấu mỗi khi cất cánh bay lên là một lần đối mặt với nhiều hiểm nguy. Không chỉ trong chiến tranh, thời bình cũng có những hy sinh, mất mát. Bên cạnh nhiệm vụ với Tổ quốc, tình yêu với bầu trời thì gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất để các anh thêm vững cánh bay. Trở về nhà sau 2 tháng ở đơn vị, Thiếu tá Hoàng Văn Thái cũng chỉ có 2 ngày phép để sum vầy với gia đình. Lớn lên gần đơn vị, anh Thái đóng quân, chị Ngọc vợ anh thấu hiểu công việc của chồng. Chị cùng với mẹ chồng và 2 con là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho anh yên tâm công tác. Trước đây thì lúc yêu cũng xác định với anh 2 điều quan trọng nhất của phi công. Anh nói là sức khỏe và tinh thần là 2 điều quan trọng nhất. Sức khỏe thì anh có thể lo được, em có thể giúp một phần. Nhưng mà còn về tinh thần thì tất nhiên là gia đình, hậu phương là cái điều cốt lõi, là điều quan trọng để anh yên tâm. Con thì khỏe mạnh, mẹ, chồng, con dâu yêu thương nhau, hòa hợp. Như nhiều người vợ, người mẹ phi công khác, chị Ngọc cũng từng trải qua những giây phút bàng hoàng lo lắng khi nghe tin tai nạn máy bay. Lúc mà em bầu bé thứ 2 á, em đặt tên là Thanh Bình, tên hai vợ chồng cũng là từ cái lần rơi máy bay mà đau thương nhất của đơn vị á, là của anh Khải đấy á, cùng với 9 đồng đội đi tìm. Thì lúc đấy là em đang đi khám thai thì vào nghe được tin không tốt thì chân tay rũ lắm, cũng không muốn khám nữa, đi về thôi. Thì về gọi điện cho chồng mãi không được, cũng run vì hôm đấy cũng biết là lịch chồng bay. Thì chỉ biết lịch bay thôi, chứ còn gọi điện thì không được. Thì lúc đấy nói chung là không thể làm được bất kỳ một gì, chỉ biết khóc thôi vì cũng lo lắng. Nhưng mà sau đấy lúc khoảng tầm 11 rưỡi thì anh gọi điện về bảo là anh an toàn. Thì hôm đấy em khám thai xong thì đến hôm sau là em sinh luôn. 2 hôm sau là sinh luôn. Thì em phải mổ cấp cứu thì anh cũng xin phép đơn vị về được đưa vợ đi mổ xong rồi. Đón con xong là cũng phải vào để đưa anh Khải về nơi an nghỉ đấy. Thì nói thực sự trong 2 ngày đấy ấy, thì trong đầu em cũng hai vợ chồng chỉ mong định đặt con là tên là Khải Hoàn ấy, nếu mà bác Khải có tin. Nhưng mà sau cái chuyện đấy thì đặt con là Thanh Bình, mục đích là cũng chỉ mong cho làm sao gia đình nó bình yên thôi, các anh được bay an toàn cũng giống như đồng đội bay an toàn. Hiện nay để các phi công quân sự yên tâm công tác thì nhà nước, quân đội đã có những chế độ đãi ngộ, các phi công quân sự được ưu tiên phân đất phân nhà. Gia đình anh Thái được phân một căn nhà khang trang gần cơ quan quân chủng ở Hà Nội. Bản thân bọn tôi cũng rất may mắn thì được Đảng, Nhà nước và riêng là quân chủng phòng không quân sư đoàn 371 đơn vị tạo điều kiện về cái nơi ăn chốn ở cho hậu phương gia đình, cũng được phân một mảnh đất nhà tôi hiện tại đây. Thì cũng là rất là cảm ơn đơn vị, dù kể cả như mẹ tôi cũng luôn dặn người thời trước cha ông chúng ta chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc thì cũng không phải là vì cái gì, không phải cái gì, nhưng bản thân bọn tôi là chiến sĩ thì luôn luôn xác định là tất cả vì Tổ quốc thân yêu. Còn mình may mắn thì được quan tâm của đơn vị, của sư đoàn quân chủng như thế này là quá tuyệt vời, không có lý do gì mà tôi không yên tâm phấn đấu.
Vâng, có thể thấy là những người phi công phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy khi thực hiện nhiệm vụ ở trên không. Thì lựa chọn một công việc vinh quang nhưng mà cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy như vậy thì anh và những đồng đội của mình có suy nghĩ như thế nào ạ? Đối với phi công chiến đấu thì cái việc xác định đó bởi tình yêu với bầu trời và Tổ quốc thì chúng tôi chấp nhận cái sự hy sinh và những tình huống có thể bất chắc xảy ra đối với mình. Thì thường thường khi những có vụ việc xảy ra thì bao giờ gia đình cũng sẽ là người gọi điện đầu tiên, gọi điện vào hỏi thăm xem tình hình. Thứ nhất là hỏi xem ai, là xem con mình có sao không này. Thì cái đầu tiên là tất cả mọi cái là chúng tôi đều nói là mọi việc vẫn bình thường, và cái việc nó là việc chẳng may thôi, để cơ quan chức năng sẽ điều tra để sau sẽ có cái kết luận, và thường thường thì sẽ làm nhẹ cái vấn đề đấy đi, và cứ yên tâm là con và anh luôn yên an toàn. Công việc của phi công chiến đấu là những quãng thời gian khổ luyện khắc nghiệt với vô số những yêu cầu khắt khe mà chỉ có ý chí sắt đá mới giúp người phi công chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi phút giây ở trên không là đối mặt với phiêu lưu mạo hiểm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Dù thời chiến hay thời bình thì đất nước vẫn luôn cần những người con ưu tú với nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng là bay lên làm chủ bầu trời, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ trên không. Một lần nữa xin cảm ơn Trung tá Phí Vinh Mạnh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam www.youtube.com/vtv4go. Mọi góp ý của quý vị dành cho chương trình xin gửi về hộp thư điện tử Núi Sông Bờ Cõi a@vtv.vn hoặc chương trình Núi Sông Bờ Cõi, Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.